Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xe máy Thành Đạt. Hôm nay xe máy Thành Đạt thì hiện tại bây giờ đang lắp một chiếc xe Galaxy chính hãng của hãng SYM dành cho một khách hàng đến từ Uông Bí. Và sau rất là nhiều những lựa chọn thì bạn đã lựa chọn là lấy xe Galaxy Vành Đúc. Galaxy thì có rất là nhiều màu nhé. Xe Galaxy thì màu bản đúc ấy thì có màu đỏ này, màu xanh này, màu trắng xanh này, và bản vành cơ lan hoa thì có màu xanh trắng xanh, màu vàng và màu đỏ. Như là rất là nhiều như sự lựa chọn dành cho các bạn trẻ. Và chiếc xe Galaxy 50 này dành cho tất cả học sinh. Hiện tại thì bên cửa hàng đang có rất là nhiều chương trình khuyến mại dành cho xe 50 của học sinh. Đó là khi tất cả khách hàng mua xe 50 tại hệ thống xe máy Thành Đạt sẽ được tặng ngay mũ bảo hiểm, áo mưa, móc đeo chìa khóa và một cơ hội bốc thăm trúng thưởng được tổ chức vào cuối tháng 9. Có cơ hội nhận thưởng là một chiếc xe đạp, chiếc xe điện trị giá 12.800.000, cũng như là điện thoại và ba lô, cũng như là rất là nhiều những phần quà khác. Thì tất cả những khách hàng mà có nhu cầu muốn tham khảo cũng như là muốn mua xe cho con em mình thì hãy đến hệ thống xe máy Thành Đạt để được các bạn nhân viên hỗ trợ và tư vấn ạ. Bên cửa hàng thì cũng hỗ trợ trả góp cho tất cả các dòng xe, từ xe 50 đến những dòng xe lớn hơn của người lớn. Mời tất cả các bạn chiêm ngưỡng chiếc xe Galaxy. Bên cửa hàng thì ngoài xe số dành cho học sinh như là Coupe, Way, dòng xe của SYM cũng như là của Kimco thì bên cửa hàng còn rất là nhiều những dòng xe khác như là xe ga này, xe ga 50cc dành cho học sinh này, rất là kiểu dáng rất là đa dạng về kiểu dáng cũng như là màu sắc. Ở ngoài thì cũng rất là nhiều những xe như là xe điện này. Ngoài này thì nó đang là xe điện này. Xin nhắc lại với tất cả các bạn là bên hệ thống xe máy Thành Đạt thì đang chạy chương trình dành cho tất cả các học sinh muốn mua xe 50, là ngoài được các phần quà được tặng ngay như là mũ bảo hiểm và áo mưa, móc đeo chìa khóa thì các bạn sẽ được nhận một phiếu bốc thăm trúng thưởng, có cơ hội nhận được một chiếc xe điện. Giải đặc biệt là một chiếc xe điện trị giá 12.800.000, cũng như là điện thoại này và ba lô, voucher mua hàng cũng như là giải khuyến khích rất là nhiều nhé. Mà các bạn có nhu cầu muốn mua thì có thể qua hệ thống xe máy Thành Đạt để được nhân viên tư vấn nhé. Ngoài các dòng xe số như là Coupe, Way, C, Xside, Kimco cũng như là SYM thì cửa hàng còn rất là nhiều xe ga cũng như xe điện dành cho tất cả học sinh, độ tuổi học sinh, chưa có xe không cần bằng lái. Thì tất cả khách hàng muốn mua xe cũng như là tham khảo về xe thì vui lòng gọi điện đến số điện thoại hotline ở cửa hàng là 02033 857111 cũng như là 02033 587. Và các bạn chiêm ngưỡng lại chiếc xe nhé. Hệ thống xe máy Thành Đạt xin chào và hẹn gặp lại ạ.